Hôm nay đi qua cái khu vực này có một cái cây, mọi khi là thấy một cái cây cổ thụ rất chi là to, thế hôm nay là người ta bán à. Thế có một nghệ nhân là đang đục để lấy cái gốc cây này. Theo như ông chủ đào này thì ông ấy nói là sau khi đánh lên thì cái gốc này sẽ được chuyển cho một nghệ nhân khác, trị giá là hơn 50 triệu. Rất chăm chỉ. Để hôm nay tôi sẽ theo dõi cái công trình của ông nghệ nhân Trịnh Văn Thống từ Sơn La về đây. Hôm nay đi học nghề từ Sơn La về, hôm nay đang miệt mài để oánh cái gốc này. Đường kính của cái gốc này nó tầm độ khoảng một chiều là 1,4 m và một chiều nó dài hơn 2 m, rất là vĩ đại. Để. Hình bên từ từ bên này sang bên này phải 2 m mấy nhỉ? Đây, tôi xem nào. Đây. Đây đến bao nhiêu đấy? 4,1 m nha. Nói là chiều ngang, chiều ngang. 4,1 m đấy chứ không ước lượng bảo là hơn 2 m là không phải rồi. 2 m tròn. Chiều ngang 2 m. Chiều ngang 2 m tròn. 24 là 8, 8 m². Đấy là riêng cái mặt nhá các bạn ạ. Riêng cái mặt của cái gốc cây này. Chiều cao mới đến phần tạm tạm thế này thôi. Chiều cao 1,3 m nhá. Ừ, đấy là mới tạm tạm thế thôi đấy, còn phải sâu xuống nữa đúng không? Cái này chế tác thành một cái mặt bàn hay là một cái gì đó theo đúng cái con mắt nghệ nhân thì rất là đẹp. Đây là cây xà cừ. Xà cừ là giống cũ ngày xưa nhá, gỗ tốt chứ không phải là xà cừ giống mới đâu. Cây này lâu đời lắm rồi đấy. Một tháng là lấy được lên là ok rồi. Rồi xong rồi cập nhật tiến độ, chiều mai là lại quay tiếp. Thank you.